Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên chính thức xác nhận về dòng Redmi K80. Dòng Redmi K80 đã chính thức được xác nhận sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào 19 giờ ngày 27 tháng 11, tức 18 giờ Việt Nam. Lần này sẽ là sự xuất hiện của K80 tiêu chuẩn và K80 Pro. Về thiết kế, K80 mang đến diện mạo hoàn toàn mới với cụm cam tròn như bánh xe công nghệ, gợi nhớ đến dòng Xiaomi CV sang chảnh. Trong khi bản tiêu chuẩn có cụm cam kép, bản Pro đẩy mọi thứ lên tầm cao với 3 camera và dò dỉ rằng có thể có phiên bản Lamborghini. Đặc biệt, màu sắc của dòng K80 không thể không nhắc đến: xám, xanh lam, xanh lá cây và đen, tất cả đều với thiết kế hai tông màu cuốn hút. Về sức mạnh bên trong, K80 chạy Snapdragon 8 Gen 3, còn K80 Pro mang trong mình quái vật Snapdragon 8 Elite. Đây chắc chắn là đối thủ đáng gờm của dòng EQ Neo 10, tạo nên cuộc chiến ngang tài ngang sức trong làng smartphone nội địa chung. Tin tức tiếp theo, trải nghiệm gaming đỉnh cao trên dòng Galaxy S25. Theo dò dỉ mới nhất, loạt flagship S25 của Samsung sẽ được tích hợp công nghệ Adreno Frame Motion Engine 2.0 của Qualcomm, cho phép đẩy tốc độ khung hình từ 60fps lên 120fps, một bước tiến đầy hứa hẹn cho trải nghiệm gaming. Công nghệ này không cần chip chuyên dụng hay can thiệp CPU mà xử lý trực tiếp trên GPU. Điều này giúp tiết kiệm pin, giảm nhiệt độ, giúp game thủ chiến hàng giờ liền mà không cần ôm cục sạc như là ôm gấu. Dự kiến khả năng S25 Ultra sẽ độc quyền công nghệ này, trong khi bản tiêu chuẩn và Plus có thể dùng Exynos 2500 hoặc là Dimensity 9400. Đừng quên là S25 sẽ còn hứa hẹn với RAM lớn hơn mà giá không đổi. Nếu tất cả đúng sự thật thì đây sẽ là combo gaming hoàn hảo dành cho game thủ lẫn người dùng công nghệ khó tính. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. Huawei đang áp đảo iPhone và Samsung Galaxy. Quý 3 vừa rồi đã chứng kiến Huawei bùng nổ với chiến thắng ngoạn mục tại Trung Quốc, đá văng iPhone và Galaxy khỏi ngai vàng. Trong khi đó, Apple vẫn là ông hoàng tại Mỹ, còn Samsung thì đang lạc trôi giữa sóng dữ. Sau 3 năm nằm gai nếm mật, Huawei bất ngờ giành lại ngôi vàng với sản phẩm đỉnh cao Pura 70. Nhưng vui thôi đừng vui quá, khi nhu cầu smartphone tại Trung Quốc lại giảm 23%, khiến các hãng chỉ biết thở dài. Tại Mỹ, Apple không chỉ hái quả ngọt mà còn thắng lớn với dòng iPhone 16. Phiên bản Pro Max đang bán rất chạy, ngược lại Samsung thì đang hụt hơi, doanh số giảm 6%, chỉ còn Galaxy A15 là gánh tim. Dù dẫn đầu Android tại châu Âu, Samsung vẫn bị xoán ngôi ở mảng màn hình gập. Z Flip 6 và Fold 6 chỉ chiếm 5% doanh số, khiến các fan không khỏi chạnh lòng. Google Pixel thì ngược lại, tăng tốc mạnh mẽ, với Pixel 9 Pro XL chiếm trệ trong top yêu thích. Drama chưa dừng lại, với AI ngày càng là mảnh đất vàng. Cuộc chiến công nghệ giữa các ông lớn đang nóng hơn bao giờ hết, và chúng ta hãy cùng chờ xem ai là người thắng cuối cùng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.